Người xưa có câu ghen như hoàng thư. Chuyện đó xưa rồi, ngày nay phải ghen như bà cả. Cái nhà này mà sống dài á là chị á. Ủa sao vậy? Trời, chị không thấy hả? Cha chết, mẹ chết, tới chồng chết mà chị vẫn còn sống nhăn răng. Trời đất ơi. Ủa em ơi em. Hả? Nó không phải sống dài. Chứ gì chị? Sống lầy. Cùng câu chuyện của một danh gia phổng tục đậm chất miền Tây. Nơi mình đã yêu nhau hàng đến ngày giờ chúng ta thay đổi. Các bạn bữa nay quá xuất sắc. Một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Nhảy, hài, bi, cái gì chị cũng làm được. Đúng lại là dễ thương quá, hay lại quá. Điểm có cao hơn thôi. Cao hay không, chuyện đó của tôi. Nhưỡng nào sẽ lội ngược dòng hoàn hảo? Nhưỡng nào tiếp theo sẽ phải dừng cuộc chơi? Đón xem Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội với chủ đề Ghen, được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, được phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 6 tháng 5 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.